mẫu mới đâu, à có mấy mẫu like rồi đó, không có mấy mẫu like rồi nữa này. Có mua gì thì mua chứ ha, có mấy mẫu này. Áo nam nha mọi người, cái này áo nam tầm 60kg nè, áo nam 3D tầm 60kg mà em ra xả luôn cho mấy chị 39.000. Em có quần jean dài á, set set trắng sơ mi mặc đẹp á, đi quẩy là bao nổi luôn á, set sơ mi trắng đẹp lắm nè, mặc nguyên set màu trắng em đi chơi nó mới sáng. Đây set sơ mi cổ chủ tay dài, trời ơi mặc nó đẹp lắm. Đây set này 145.000, nay xả luôn cho mấy chị 105.000. đây set trắng hàng Quảng Châu nha, có một set một trắng 145 xả còn 105 luôn. Đây mọi người ráng lựa đủ đơn cho em đi hàng luôn nha mấy chị ơi. Rồi, áo 3D nam này tầm 60-62kg đô lại giùm em, nó là size L đó, xả cho mọi người 39.000, thun 3D nam nè, thun 3D nam 39.000. Áo nhũ tay phồng, ai áo nhũ này cũng đẹp lắm nè, áo nhũ tay phồng nha, sale luôn 30.000, nhũ tay phồng 30.000, nhũ kim tuyến mà không có bị ngứa đâu, bảo đảm luôn không ngứa nha, 30.000 áo nhũ chứ áo nhũ gì mày.
gì á? Nâu nâu á, không có vàng nha. Cổ bèo 70 nghìn.
ta 40 ngàn đi. Cũng là satin bóng luôn. Trời đẹp lắm. Mày mặc đi ngủ cũng đẹp nữa. Ai sơ mi chữ nha mọi người. Có viền vàng, viền đỏ. Viền vàng với viền đỏ. 40 ngàn một sơ mi. Ai lấy trước em? Body có em. Sơ mi lụa đây. Chất là chất bóng nha. Chất satin bóng đẹp luôn á. Có 40 ngàn à. Có một cái hai cái màu nâu nè. Đen với xanh dương. Đúng rồi, này là form cũng dạng như dấu quần á. Cũng đẹp lắm mày. Bỏ vô quần với chân váy được cũng đẹp. Ai màu nâu cũng đẹp nè mọi người. Màu gì ta? Đen với xanh dương. Ủa là comment màu gì vậy? Trần Nguyễn Thế Quang comment màu gì mà đen với xanh dương vậy ta? Nó là gì trời? Nó là màu gì mà đen với xanh dương vậy? Comment lại giùm cái Thế Quang ơi. Sơ mi nha, 40 ngàn. Ai lấy sơ mi, chốt sơ mi giùm em đi. Cái này đẹp, lỡ tay lấy nhiều quá. Lấy nhiều giờ là bán ghế rồi. Em sơ mi trắng là nó viền gì vậy? Nâu sọc vàng, trắng sọc vàng. Là cái nâu với cái vàng này phải không? Nó có vàng, có đỏ với nâu. Sọc vàng cho Quỳnh Ngân. Đúng rồi, nâu có sọc đỏ rồi ạ. Pyjama chỉ có màu cam, màu xanh đen nè, màu nâu với màu xanh ngọc. Em lấy màu gì em comment lại em chỉ đi với anh đi. Em comment cái màu chị không biết đường quán luôn á. Bộ ngủ nha, bộ ngủ sexy, có mút ngực luôn. Mai xả luôn cho mấy chị nè, 35 ngàn. Rồi bộ này đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Bộ ngủ có màu xanh ngọc đây, màu xám, màu hồng với màu nâu. 35 ngàn. Ai lấy bộ chút bộ nhé, này có mút ngực luôn. Hàng đẹp lắm. Cái đó nguyên chị. Sơ mi sọc. Còn cái nâu. Thử nâu cho chị ra liêu nè. Cái gì vậy Thiên Nhi Hè ơi? Xanh ngọc với nâu. Bây giờ còn áo sơ mi lụa này chị đang sale còn 40 á. Còn viền đỏ với viền vàng nha. Viền đỏ với viền vàng. Còn bộ ngủ còn màu xám hello Nguyễn Quyền. Còn màu xám với màu hồng. Xả 35. Ai lấy ngủ chút ngủ 35. Ngủ 35k. Hôm qua em kia mấy bà dành quá trời nè. Bộ ngố nha, 40 ngàn. Ngố Quảng Châu luôn á. Quần là có túi nè. Cái quần này mua không cũng 65 ngàn rồi. Ông kìa đang gọi ơi. Ông kìa hay mua đầm mà. Ai lấy bộ ngố chứ bộ ngố nha. Bộ ngố Quảng Châu. Ok, viền đỏ cho Thiên Nhi Hè. Ở Cần Thơ nha, ngố cho Phạm Thị Dương.
cho Yến Yến nè. Hết ngố rồi, chút lấy hết ngố rồi mình. Hết cho bộ hồng có ngợp quá. Trời, hết tình tặng nha. Chị vô trang em chị có hình giùm nó chị tại
xong nè. Ai dây chút gì? Ôi, còn cái áo luôn này. Áo bu zip đen nè, có túi áo. Còn em bán sale 45 ngàn rồi, nên còn sót một cái nè. Xả luôn nha mấy chị, 29 ngàn. Ai lấy đen cổ tim chứ ơi. Đen cổ tim 29 ngàn. Có một cái gì vậy? Để họ kiếm cái cổng nào không bỏ vô con.
mua cho Na Can.
quá nè. Áo kẻ nó chưa lai lần nào luôn á. Áo kiểu nha mọi người, cái này em nhập cao lắm luôn á. Sale cho mọi người 35.000. Áo nơ đen. Đây mặc vậy cũng được nè, mặc lên trên mặc gì cũng được. Áo nơ đen 35 nha. Nơ đen 35. Nơ đen cho Khánh Phương. Quần jean dài hả? Có chút xíu nữa nha. Để chị like bóp bóp độ lần này cái. Bộ này nhập cao như quỷ. Hôm nay xả luôn 50.000 là bộ lụa đùi. Lụa đùi 50.000. Lụa đùi 50 còn màu màu kem mà dưới màu xanh. Màu kem với màu xanh nha 50.000. Áo rất tốt. Chữ nổi 30.000. Rất tốt chữ nổi 30. Áo nhũ tay phòng 30.000. Còn một cái cuối cùng. Nhũ tay phòng 30. Đen nổi cho em Huy và Thank you.
em nhập nhiều quá trời rồi bán ế nè, thả lỗ luôn. Ủa gì ai đỏ nữa comment nha, có 20.000 thôi, mua zip mà có 20 rồi, form đẹp nữa. Rồi cái này là áo lưới nam, áo lưới nam có nón nè, 20.000 luôn. Áo lưới nam giùm em nha, trời ơi giải nó mát cực kỳ mát, 20.000. Ai lấy áo nam chứ, áo nam có một màn xanh diêu. Ở cái app đó bạn. À, làm biến mấy chút của cái lên gắn khác. Chị dịp 20. Còn cái nha đó chứ em em. Áo nem. Trời giải đẹp cực kỳ luôn á. Gã thoải mái lấy mặt đại, có túi đầy đủ.
35.000 cái này. Em bán cho chị có 30, ấy gì có 25.000 à? Hai cái màu đậm thôi. Ai còn rất là nhiều.
vô một cái nha chị. Ủa đây còn cái là ok, chị Quý có trắng có đen luôn. Mới nữa.
công việc riêng đâu rồi. Cái này là mã 40 nha. Mã này là mã 40, cũng là ống le luôn. Ống le gắt luôn. Lưng rất là cao. Mã này màu đậm hơn cái nãy. Mã 40 này còn đủ size. SML luôn.
rượu có muốn ngực nè, xẻ nè. Ai học la muốn đi về mặc ngủ đẹp lắm nè, 40.000 nha mấy chị ơi, làm lụa ngủ có xẻ đùi một bên luôn, xẻ xéo rồi nha. À, đầm đen chứ, đầm đen 40, đen 40 nè. Body tầng nha, body trắng tầng lại xả giá cuối cùng luôn 35.000. Trời ơi, nhập 70 đó mấy chị. Coi giá hết hồn luôn á. 70.000. Sale còn 35. Ai lấy body trắng chứ body trắng tầng giùm em đi. Body trắng tầng, hàng này là hàng shop nha. Hàng shop cực kỳ đẹp luôn, có hình mẫu mặt luôn nè. Hôm nay em nha.
thương mình bỏ mày. Thank you.
trăm bộ, 70 bộ này em đang bán 110, 110 ngàn ạ. Xả luôn 70. Ở ngoài cái màu nó đẹp lắm mà lên đây nó sao nó chói quá trời, ở ngoài là màu cam đất. Nên nó hơi bị chói. Rồi chốt đơn nha.